Hiện tại chúng ta đang đi trên đường Trần Nhật Duật. Đường Trần Nhật Duật nằm trên địa bàn phường Tân Định, quận 1, khởi đầu từ đường Trần Quang Khải đến đường Hoàng Sa dài 475m, lộ giới 22m qua ngã ba Trần Khánh Dư, Trần Quý Khoách, Đặng Tất, Đặng Dung. Theo như nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư thì con đường này vào thời kỳ Pháp thuộc là con đường Heroes. Ngày 19 tháng 10 năm 1955, chính quyền Sài Gòn đặt tên đường là Trần Nhật Duật và tên đường được giữ nguyên cho đến ngày nay. Trần Nhật Duật Ất Mão 1255, Tân Mùi 1331, Trần Nhật Duật là danh tướng, người anh hùng đánh trận Hàm Tử đuổi giặc Nguyên Mông đời Trần Nhân Tông, là con thứ 6 của vua Trần Thái Tông, được phong tước Chiêu Văn Vương, quê làng Tức Mặc, tỉnh Nam Định. Ông thông minh từ nhỏ, sớm giỏi quân sự, nhạy cảm chính trị, am tường văn hóa lịch sử phong tục tập quán, biết nhiều thứ tiếng của các dân tộc thiểu số nước ta. Năm 1280, ông cầm quân đi đánh dẹp tù trưởng ở đạo Đại Giang tên là Trịnh Giác Mật nổi loạn chống triều đình. Mật thách ông nếu một mình một ngựa đến trại thì Mật xin hàng. Ông chấp nhận, chỉ đem theo 6 tiểu đồng mỗi người một ngựa thẳng tới trại của Mật. Thấy ông dũng cảm,